Xin chào tất cả các em. Nhân ngày mùng 1 tháng 6 thì chị xin chúc tất cả các em ngoan, giỏi và khỏe mạnh. Còn anh thì chúc các em hay ăn chóng lớn. Và ngày này thì sẽ được bố mẹ đưa đi chơi ở khắp mọi nơi. Nhưng mà em nghĩ rằng là những cái điều mà em gửi chúc không phải chỉ có ngày này đâu, mà lúc nào chị cũng muốn các em như vậy hết á. Ngày này thì đặc biệt hơn đúng không? Đúng thế, và hôm nay thì nhân cái dịp mùng 1 tháng 6, anh và chị Thơ có một món quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn nhỏ ở Hà Nội. Đó chính là anh và chị ấy sẽ đến tham gia một cái buổi không thể nói là off fan mà gọi một buổi gặp gỡ. Gặp gỡ gia đình, nhưng mà gia đình này hơi bị bự. Gia đình Thơ Nguyễn, không biết là hôm nay các bạn ấy đã nghe tin gì chưa và có đến đông đủ hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân anh và chị Thơ để xem nhé. Get go. Rồi, đi thôi. Bây giờ thì thực ra là vẫn chưa đến giờ đâu, nhưng mà anh và chị Thơ đến sớm hơn một tiếng đồng hồ. Với phương châm là chị sẽ để mình đợi thiên hạ chứ không bao giờ để thiên hạ đợi mình. Khi đến nơi thì anh còn khá bất ngờ khi mà có hẳn một sân khấu mini vô cùng ấm cúng để anh và chị Thơ cùng giao lưu chụp hình với các bạn nhỏ cho đẹp. Đây là banner của sữa Love do chú Trấn Thành làm đại diện luôn đấy, nên là có hình của chú ấy ở trên kia kìa. Anh và chị Thơ còn được chụp chung với chú Trấn Thành luôn này. Mới đầu thì anh cứ tưởng anh và chị Thơ tới sớm nhất, nhưng mà đã có một vài bạn nhỏ tới trước và đợi chị Thơ luôn rồi. Có những bạn thì mới gặp chị Thơ lần đầu nên là có rất là nhiều chuyện để kể. Chụp hình xong mà vẫn còn lưu luyến, không nỡ rời đi. Cũng có những bạn gặp chị Thơ vài lần rồi, nhưng mà lần nào cũng như lần đầu tiên vậy. Vẫn háo hức, vẫn vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương. Có bạn còn đưa cho anh và chị Thơ xem những tấm hình mà các bạn ấy đã từng chụp với chị Thơ để ôn lại kỷ niệm nữa. Bạn thì chụp ở Thơ Nguyễn Family Shop này, bạn thì chụp ở trường học, còn bạn lại chụp ở giải chạy marathon. Anh rất là vui khi biết được rằng các bạn ấy yêu quý chị Thơ tới mức hễ nghe tin chị Thơ tổ chức gặp mặt ở gần nhà là lại xin phép bố mẹ cho đi gặp liền. Ngoài ra thì còn phải kể đến những bạn nhỏ học cấp 2, cấp 3, thậm chí là học đại học rồi nhưng mà vẫn đến để chụp hình cùng chị Thơ. Mặc dù các bạn ấy đã lớn, đã không còn xem clip nữa, nhưng vẫn còn yêu quý chị Thơ, muốn gặp lại chị Thơ và muốn xem chị ấy như là một phần kỷ niệm tuổi thơ của các bạn ấy vậy. Anh và chị Thơ thì cảm thấy rất trân trọng, rất biết ơn các em vì mặc dù đã lớn nhưng mà các em vẫn còn nhớ và còn yêu mến chị Thơ. Thật đáng tiếc là hôm đó thì trời mưa khá to nên là đã có nhiều bạn không đến được. Nhưng các em đừng buồn, bởi vì chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để gặp lại mà. Hẹn lần sau có dịp ra Hà Nội thì anh sẽ thông báo nhé. Ôi là trời, ướt chèm nhẹp luôn á. Vào đây nào. Tội vậy. Ướt hết người luôn. Ôm miếng. Trời sao mà ướt hết người vậy. Đi lúc mưa không? Lúc mưa hả? Thường quá à. Nên mình đứng bên đây chụp cái đẹp. Ngày hôm đó thì chị Thơ và các bạn nhỏ đã có một buổi giao lưu trò chuyện rất gần gũi và ấm áp. Sau đó thì các bạn ấy còn được chơi game này, những trò chơi rất là đơn giản nhưng mà vui cực kỳ. Đáng thương hơn là có nhiều bạn không có tiền vào xem phim. Mục đích của các bạn ấy là chỉ đến gặp chị Thơ mà thôi. Chính vì vậy, chị Thơ đã đưa ra một quyết định khá là táo bạo. Chị sẽ tặng vé xem phim cho các bạn nào? Ở đây. Chưa có vé xem phim Mai Ca thì bây giờ chị sẽ tặng vé xem phim nhá. Rồi, bạn nào chưa có vé thì chị sẽ tặng vé luôn nhá. Rồi, có chú nào làm ở nhà rạp không ạ? Cho em bao vé hôm nay một phòng với cho các bạn vào xem phim đó. Bây giờ chị sẽ cho các bé ở đây, bé nào muốn vào xem phim Mai Ca thì sẽ cho vào hết, xong rồi em sẽ tính tiền cho chị nhá. Ok. Rồi, bây giờ các bé đợi chú này sẽ đếm, xong rồi các bé vào. Xuất chiếu lúc 2 giờ còn đúng không? Các bé giơ tay xong rồi, bạn nào muốn vào xem phim Mai Ca thì chị sẽ mời vào xem. Đi theo chú này nhá. Rồi chút xíu chị sẽ tính tiền với chú này, các em không phải trả tiền nhá. Rồi các em đi vào trước đi nào. Đi với chú này nhá. Rồi nối theo đuôi chú này nhá để được đi xem phim miễn phí nhá. Rồi bạn nào xem phim Mai Ca thì đi theo chú này nhá, chị sẽ bao luôn vé nhá. Đi vào đi nhá.
Bộ phim mà chị Thơ mời các bạn nhỏ xem có tên là Maika, cô bé đến từ hành tinh khác. Đây là một bộ phim rất hay và chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần tuyệt vời dành cho các em vào ngày 1 tháng 6. Bởi vì ở trong rạp không được quay phim cho nên là anh đành phải phát cho các em xem trailer để các em biết được là bộ phim này nó hấp dẫn như thế nào nhé. Maika. Maika, bạn cưới tôi nha. Là bộ phim này phải mang tầm Hollywood bởi vì những Hollywood xảo của nó rất là wow. Rất là hay, rất là kiểu phải xem ở những bộ phim nước ngoài mới thấy được ấy. Nhưng mà phim này lại là một phim dành phù hợp dành cho các bạn nhỏ cho nên là các em hãy không chần chừ, đã nhanh chân đi đến cái rạp chiếu phim gần nhanh nhất. Nhanh tay búc vé luôn đi chứ nhanh chân gì nữa. Chứ không là không còn vé đâu. Lỡ là rất là uổng ấy. Với lại cái bạn Maika đẹp gái không? Chị xem Maika. Chị thấy bạn Maika rất là anh giống với chị. Là mấy bạn đấy bạn nào cũng đẹp hết mà bạn nào cũng dễ thương hết. Thế không? Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim mà các em nên xem vào ngày mùng 1 tháng 6, coi như là một phần quà gì đó cho các em vào ngày mùng 1 tháng 6 mà BHD đã làm ra đó các em ạ. Mùng 1 tháng 6 mình không xem được thì mình có thể xem mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 50. Đúng không? Với lại là ấy, đi xem thì không uổng tiền đâu, hay lắm. Với lại thế này nữa, hè đến rồi chúng ta cần phải có một cái gì đó giải trí để ghi ấn cho mùa hè năm 2022 sau những ngày dịch bệnh của các năm trước đúng không? Đúng vậy thì các em cùng nhau đến rạp BHD để xem bộ phim Maika, cô bé đến từ hành tinh khác nhá. Còn bây giờ thì bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong hè năm sau. Biết đâu hè năm sau thì BHD sẽ làm ra những cái bộ phim mà còn hay hơn phim Maika nữa thì sao?